Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 50, đề bài như sau. Em hãy chỉ trên hình vẽ, hình 15.1, các thành phần của thân non và nêu chức năng của mỗi phần. Như vậy, để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần bảng lý thuyết về cấu tạo trong của thân non có trong sách giáo khoa trang 49. Sau đây, cô và các em cùng đi vào lời giải chi tiết. Cấu tạo trong của thân non bao gồm hai bộ phận chính, đó là vỏ bên ngoài và trụ giữa nằm bên trong. Trong đó thì vỏ gồm có lớp biểu bì phía ngoài cùng, là một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau, có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong của thân. Phía trong lớp biểu bì là lớp thịt vỏ, gồm nhiều tế bào lớn hơn, một số tế bào thì chứa chất diệp lục, có chức năng đó là dự trữ các chất và tham gia quang hợp. Phía bên trong là trụ giữa, gồm có một vòng bó mạnh. Trong đó thì mảnh dây phân bố ở phía ngoài là những tế bào sống bách mỏng để vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây. Phân bố bên trong ngay sát dưới mảnh dây là những mạch gỗ, là những tế bào có vách hòa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng đó là vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan. Và trong cùng là ruột, gồm những tế bào có vách mỏng để dự trữ các chất. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 50.